cả nhà yêu đã đến với kênh Khen Thành Nguyễn Cuộc Sống Family in UK. Hôm nay mình sẽ review một cái món, nấu một món là quen thuộc ở miền Tây Nam Bộ, đó là hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam Giang mình nấu gồm có là trứng cút nha cả nhà, đây là trứng cút. Mình cũng mới chỉ đi chợ về, đây là gan, không thể nào thiếu gan được. Mà mình muốn ăn ngon nữa thì mình thêm cái trái cặc heo nè, mình thích cái trái này, cái cặc heo này ăn rất là mềm ngon nên mình mua thêm để ăn nha cả nhà. Nói chung mình nấu ở nhà thì mình muốn ăn cái gì mình bỏ thêm vào thì nó dễ hơn là ở tiệm nhiều lúc mình muốn thêm là mình phải mua hoặc là không có nữa. Nó chỉ có thế thôi, còn như cái này mình muốn ăn cái gì mình bỏ vô nha cả nhà. Đây là tôm. Còn đây là thịt. Thịt một lát mình sẽ làm như thế nào thì cả nhà sẽ theo dõi xem nha. Còn đây là hủ tiếu, mình cũng có bún nữa nhưng mà mấy đứa nhỏ mình nó chưa có ăn hủ tiếu bao giờ, mình sẽ nấu thử cho nó ăn, nếu mà nó ăn được thì cho nó ăn, còn nó ăn ấy thì cho nó ăn bún, nó ăn không được thì mình cho nó ăn bún, mình ăn hủ tiếu. Còn đây là hẹ, không thể nào hủ tiếu không thể nào thiếu hẹ được nha cả nhà. Còn đây là ớt, ớt này mình có ớt bằm nữa, mình đã bằm sẵn rồi. Còn cái ớt này là cái ớt trái to đó cả nhà, một lát mình sắc cho nó đẹp, trang trí cho đẹp thôi. Còn hôm nay mình thấy quá trời xương nhiều mà nó đem ra mới luôn cả nhà, ngon quá, mình quốc cho 4 dĩ nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu 3 dĩ thôi. Đó, có mấy mẹ con mà cả nhà thấy ăn thấy ghê không, 3 dĩ xương như thế này luôn á, ăn như một cái trường huấn luyện binh sĩ gì đó. Đó, ghê không, ăn khủng khiếp không, có mấy mẹ con tôi toàn nít không mà ăn 3 dĩ thịt khủng khiếp không. Thì cả nhà, mời cả nhà cùng vào bếp với em nghe, hôm nay mình sẽ được ăn hủ tiếu Nam Giang cả nhà ơi.
Nam Vang nha cả nhà. Đây là hủ tiếu Nam Giang nha cả nhà. Quá ngon cả nhà. Trời ơi, đã gì đâu. Có đầy đủ hết trơn. Ôi ngon quá cả nhà ơi. Quá đã luôn, làm ở nhà muốn ăn bao nhiêu ăn. Đầy đủ hết, không có thiếu cái món gì chăng nha cả nhà. Tôm, trứng cút gan, cá cặp, xương heo, chỉ có cái là không có thịt tụi nó, không có thích ăn thịt tụi nó, phải bắt hỏi giò, mình mới làm giò viên cục thịt cho nó. Nếu anh chị em nào có thích, cô chú bác nào có thích cái kênh Canning Nguyễn Cuộc Sống Family in UK thì cả nhà nhớ cho em một đăng ký kênh, một like và tiện tay thì chia sẻ dùm cho em nha. Em chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cát tường. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp video mới của em, để coi cuộc sống của người Việt mình ở Anh Quốc như thế nào nha cả nhà. Bye cả nhà. Hẹn cả nhà gặp video sau nha. Quá đã cả nhà ơi, ngon quá.